dòng xanh dạo chơi đồng tam thành bắc khê ba về thành chí lăng. Thank you.
Thank you.
đầu nguyễn dân thần đệ tử cung chúc thánh họ vô phương là thánh trưởng cùng phật thánh trưởng ngàn tâm linh thị vượng thần đệ tử theo ngoại vái về xe loan chúc chiếu chắc rắn đầu đồng an vị ngai vàng kính để thần đệ tử đọc các ban lễ đồng kim bá mạo kim ngân về cung nào sở ý đặt lòng quan trên thêm lòng quan dưới lệnh thông truyền cấm trừ nội tà ngoại thủy bất đắc xâm văn ra di đà phật quân phủ cư lai thần quân phủ tích ca như lai di giáo đệ tử thiền hoàng thiền cùng kẻ thủ khấu phù bách vai trần bị khuyên đọc dưỡng hùng tu thiết mỹ tu thiên ni thị chiến sinh kỳ an pháp tạng tí mi tứ kỳ việt nam quốc hải phòng thành phố kiến thị huyện đại hợp xã đông tác công đệ thi khu bảo nghị quang thiền tự sứ tư phùng Phật mẹ thanh niên cung phu thiên kiến ni lễ cung ni đồng bình thánh ni hội phục mì công ni mã văn long chu ni thượng ni mã thịnh thật kỳ thiên cung ni tình thần tam tứ phủ thiên cúng sơn trang cầu ni tài chiêu lộc thất ni kỳ nghi bạn ni tự hưng long khách đáo trùng lai thanh ni đồng ni cập ni bạn ni hội gia ni nội bình an ni thân ni cung trắng kiệt ni gia ni bình an độc tài của kiến công danh sạch đạt tăng diên trường võ sư mộc nghệ ân thanh nghi đồng nghề đạo quan nguyễn bình việt hiệu nghề thanh phương trụ trì ngũ nghi phúc hồng nghề long nghi tạ nghề tú nghi trục trì nghề bản tư quan nghề tạo nghề quan tự nghề hiền nghề sư nghi thích nghi diệu nghề hiền nghề đồng nghề phan nghi hành khán nghi hộ đồng dân tu phản nghề hạt nghề đồng các nghề gia chức nhân thành nghề tâm kiến nghề cúng nghề bản nghề thiết nghề niệm bản nghề tự nghề dân nghề thôn bản nghề hạt nghề mệnh vì nghề dục nghề bảo bình nghề an nghề thân nghề cung nghề bái nghề đạo nghề ngưỡng nghề đệ nghề ủng nghề phương nghề quan cộng tiên nghề thánh nghề tư phụ công đồng phụ nghề thì lại nhà thần huy nhi bảo nghề hộ do thị kim nghề nguyện khắc nhật kiền thịnh đạo lưu tịch nghề vu bản nghề tự nghề sứ nghề tu nghề thiết nghề diên sinh kỳ nghề an pháp hoa đàn khái nhất nghề diên chu viên nhi can kim nghề phát nghề pháp diên sĩ hiện khoa phạm tuyên hành nghề cần nghề phụ nghề kim nghề ngân nghề lễ nghề vật nghề thượng nghề mã đại nghề hình phi nghi tấu nghề tiên được nghề thiên được ngàn thủy thủ chư vị tiên nghề thánh nghề hội nghề đồng tôn nghề quan chầu nghề bà ông nghề hoàng tiên nghề cô thánh nghề cậu liệt là vị bộ nghề thừa thượng nghề mã nghề long chu thủy nghề thượng long nghề vân nghề du bảo nghề sở cố nghề trác vị trác vương vương nghề quan đệ nghề ngũ nghề cung nghề tấu kiến nghề tam giữ thiên chúa tứ phủ nghề vạn linh không đồng thánh đế ngọc vệ hạ phục nghề khất nghề kháng cường xử lý nghề thần nghề vật nghề thần quy bảo nghề dân nghề thôn nghề an lạc thanh nghề đồng nghề cập chủ trì thấn nghề cung tráng kiệt mệnh vị tài nghề lộc nghề tăng nghề gia phúc nghề lai tha nghề tống các tập tiêu nhất thiết sở cầu nghề tòng nghề tâm quả hòa thi hành tuế tư quý mão niên thu thiên kỷ nguyệt phúc sinh các nhật dương thời tráp ương đàn pháp sự thần đệ tử pháp sư tự pháp toàn phủ tấu
bao nhiêu nắng gió bay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bắt đồng tuần đồng đó, này bị pháp sư đó. Tuần đi qua bản pháp tấu biểu cảm ám chất trang nghiêm đó, nghiêm qua anh ta bị chuẩn đó, ba cái ba tuần ngủ ngủ quả dữ đó, tuần ngủ bình nào đó. Tuần hiện nay bị chứng trình đến ngủ ngủ pháp không chế kể hoàn cường thánh đạo hoàn cường thánh pháp, hoàn cường thánh pháp. À, ban khen bàn thưởng cho trụ trì sở tại á, đồng các vị trụ trì á, được thân cung khang thái mệnh vị bình an á, từ nay trở đi từ trì hướng học trên thì Phật thánh độ mà dưới thì chúng gần ái kính á, trên Phật tiền lý dưới Phật lòng nhân, hoàng dương thánh đạo hoàng dương thánh pháp đến mạng phóng xế chiều được cao hòa tráng nghệ á, ban khen bàn thưởng thanh đồng đạo quan lính ghế muốn phủ hai hàng cung đàn tiếng hát. Như vương chúc thánh bản từ đêm năm canh ngày 8 tiếng thay hoa lọc nước thay tàn lọc vũ. Quan anh ta cho được bách nghệ tinh thông hả? Được thơm danh nhà thánh mà sáng hiện nhà đồng hả? Ban khen ban thưởng cán bộ công chức về đồng đèn sở tại. Đồng gia trừ quyến đẳng được pháp thể khang ninh chúng sinh dị tụ. Gia đạo hưng thịnh bản mạnh bình an và lộc tài vượng tiến hả? Sau canh đàn này ông cho nuôi quát trở ra về hồi vu bản xứ thì được phúc lộc họ khang ninh đáo già hả? Trên thuận tiền lý dưới thuận lòng trần
quanh dáng đền dáng phủ lắm nhiều ẩn hả, năm gian nhà gỗ cổ xưa làm sao mà được mà vừa lòng dân, lòng trần vẫn cứ bân quân, làm sao mà được mười quân vẹn mười. Miệng dân thì cứ nói cười mà dân phản bác nên người chưa thông. Tháng 10 này chưa thấy màu hồng, tháng 2 mão khởi mười phân vẹn mười hả? Có anh ta cô ấy có đúng không hả? Chị? À! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bởi
nhiều cho lòng ta. Sơn tùng thủy hiệp sương pha lành có về kinh cung văn nghe
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho dòng chi
đồ thế phụ đặng hà thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sân âm thế ta thương y hoàng bình gần đầu cô tôi sẽ mang Hãy subscribe.
thiên nhan như thiên thần chiếu dị thầy hoạt động tìm mình ba sư độ vô sư bất hà phong
Thank you.